chào các bác, bên em đang hoàn thiện một bộ LED nội thất cao cấp 18 chi tiết mã V3 dành cho xe Camry đây ạ. Với LED ma trận hơn 700 màu thì các bác tha hồ lựa chọn các chế độ nhé. Trên app này, đấy, LED chạy này, tất cả các chế độ chạy theo cái lựa chọn tùy chọn của mình, biến một chiếc xe Camry trở thành một chiếc xe rất là sành điệu này, như là các cái dòng cao cấp Mercedes Maybach luôn ạ. Đấy, rất nhiều chế độ, 700 màu sắc thì gọi là dùng đến rất là lâu mới hết được từng đấy chế độ luôn đấy ạ. Phong cách 4 cánh cửa và toàn bộ LED viền tắp lô ạ. Bộ này bên em lắp đặt trong vòng khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng là xong. Các bác liên hệ lắp đặt alo em nha.